Thủ tướng Nhật Bản đến thăm California giữa làn sóng biểu tình phản đối, tin từ San Francisco, California. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm California và đọc bài diễn văn tại Đại học Stanford vào ngày hôm qua, trong bối cảnh người Mỹ gốc Hàn ở tiểu bang California yêu cầu ông xin lỗi vì quân đội Nhật Bản sử dụng nô lệ tình dục thời đệ nhị thế chiến. Theo phát ngôn viên Brad Hayward của Đại học Stanford, bài diễn văn của ông Abe tập trung vào sự đổi mới và quan hệ đối tác giữa Nhật Bản với thung lũng Silicon, sau đó là trả lời những câu hỏi. Trong khi đó, San Francisco đông đảo người Mỹ gốc Hàn, gốc hoa và một số hội đoàn đã tổ chức biểu tình phản đối ông ở trước nhà hát Bing. Một cuộc biểu tình khác cũng đã được tổ chức trước khách sạn Fairmont để phản đối việc ông Abe không thừa nhận trách nhiệm của Nhật Bản đối với phụ nữ giải khuây thời đại nhị thế chiến. Angela Lee là cư dân San Francisco và là chủ tịch liên đoàn của các hiệp hội đại hàng ở Hoa Kỳ, chỉ trích ông Abe vì không nói bất cứ điều gì về phụ nữ giải quay. Cô nói họ chờ đợi điều này từ lâu và lẽ ra thủ tướng Nhật Bản phải xin lỗi. Lẽ ra ông Abe phải tôn trọng lịch sử và thừa nhận sai lầm của tiền nhân. Cô không hiểu tại sao ông vẫn im lặng, vì im lặng là đồng nghĩa với đồng ý. Thomas Kim là giám đốc trung tâm cộng đồng người Mỹ gốc hàng ở San Francisco và Bay Area, nói rằng có khoảng 80 phụ nữ giải khuây nam hàng còn sống và ông Abe cũng như người Nhật Bản đang tìm cách che đậy ghi chép của lịch sử.